Xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube của dược sĩ Nguyễn Thúy. Và ngày hôm nay em sẽ trả lời một số câu hỏi của các chị em đã hỏi em về là việc mà sử dụng hà thủ ô đỏ Hường Nguyễn thì có cải thiện được cái tình trạng, có điều trị được cái căn bệnh bị bú cổ hay không. Thì em sẽ chia sẻ cho mọi người hiểu kỹ hơn về căn bệnh bú cổ nhé. Cái bệnh bú cổ hay được còn gọi là bệnh bú tuyến giáp, nó là một dạng bú lành và bú tuyến giáp phát sinh ra là từ tuyến giáp ở cái vùng cổ. Và cái nguyên nhân chủ yếu gây nên cái loại bú này là do cái cơ thể của mình nó bị thiếu iốt. Là cái phương pháp điều trị của bú cổ mọi người hiện nay á, thì có rất là nhiều cái phương pháp điều trị bú cổ. Ví dụ như là mọi người dùng thuốc hoặc là người phẫu thuật mổ cắt bỏ đi. Nếu mà khối u quá lớn, bệnh nhân có nên có thể áp dụng cái phương pháp cắt bỏ là tốt nhất. Và ngoài ra các bạn nên duy trì cái chế độ ăn uống đầy đủ các dưỡng chất, nhất là iốt nha mọi người ha. Nếu mà cái bú của bạn nó còn nhỏ thì mọi người có thể sử dụng cái giải pháp là dùng những cây thuốc nam để điều trị. Bây giờ Việt Nam của mình rất là ưu tiên việc điều trị bằng những cái loại thảo dược á, hoàn toàn bằng thảo dược thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hay là ở ngoài vùng phía Bắc của mình hoặc là ở vùng những vùng miền, bây giờ em thấy là đa số là điều trị bằng những loại cây thuốc nam mà không cần phải phẫu thuật luôn, nó rất là hiệu quả. Thì hiện nay y học cổ truyền của Việt Nam mình á, nó có một số cái vị cây thuốc là nó có tác dụng để điều trị cái bệnh bú cổ rất là tốt. Ví dụ như là cây xạ đen nhé, hoặc là cây cải trời, hoặc là quả ké đầu ngựa, có rất là nhiều loại. Và riêng cái loại hà thủ ô nhà em thì không hề điều trị được cái căn bệnh bú cổ. Vì sao mà mọi người lại nghe em nói như vậy ạ? Có nghĩa là vì cái cây xạ đen nhé, ké đầu ngựa, nó có tác dụng điều trị bú cổ, còn hà thủ ô nhà em chỉ điều trị rụng tóc và bạc tóc thôi ạ. Và cái cây xạ đen á, nó và cái quả ké đầu ngựa hoặc là cây cải trời là những cái vị thuốc từ dân gian, nó có những cái hoạt chất kháng u rất là mạnh, và cái hoạt chất này nó giúp cô lập những cái tế bào u bú và dần dần loại bỏ chúng luôn. Và ngoài ra cái cây xả đen á, hoặc là quả ké đầu ngựa hoặc cây cải trời ấy, nó có một cái hoạt chất chống viêm kháng khuẩn rất là mạnh, giúp cho cái quá trình mà điều trị bú cổ nó nhanh hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái cách điều trị bú cổ hiện nay bằng cây thuốc nam á, thì em thấy những cái bài thuốc mà của các vị bác sĩ học cổ truyền á, họ có chia sẻ thế này: mọi người có thể dùng 25g cây xạ đen khô và 25g cây cải trời và 15g cây ké đầu ngựa. Mọi người có thể sắc với 1,5 lít nước để uống trong ngày, sắc nước không uống trong ngày. Và mọi người dùng liên tục cái phương pháp này trong thời gian khoảng 2 tháng là có thể chuyển biến rõ rệt, và cái kích thước khối u của mình nó sẽ giảm đi trông thấy luôn. Và đây là một cái phương pháp điều trị bú cổ hiệu quả mà em thấy rất nhiều, được nhiều các anh chị em chia sẻ. Thì trên cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người luôn, mong rằng đây sẽ là một cái vị thuốc quý mà em chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể giúp người thân và bản thân mình nếu có mắc cái bệnh bú cổ thì có thể dùng thử bài thuốc này trong vòng 2 tháng duy trì để xem cái khối u của mình có giảm phần nào không nhé. Thì em cũng khuyến cáo với mọi người thế này nè, nếu mà khối u quá lớn, khối u á, u bú á, mà nó quá lớn, nó vượt quá 3cm thì mọi người nên sử dụng cái phương pháp phẫu thuật cắt bỏ là hiệu quả nhất, không được để lâu quá ha. Nếu mọi người thấy cái video này hữu ích thì mọi người có thể chia sẻ trên Facebook nè, trên Zalo hoặc trên tất cả cho các người thân và bạn bè của mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.